chắc nghiệp số bông bông ở khnề là đôi sân nhà chắc cứ nhom bị chơi nhồi camera camera này cứ sự cam phép sẽ ôn coi từ bồn sập so mấy bà quạt cứ ở nhà trường ruột nơi kia thành bà quạt nơi bờ đấy bình hoa hay quạt từ nâng cứ quạt miền po sẽ tồi hai nẹt đem mà từ tối nâng cứ ở đầm đồng sạt trà trong dịp đẹp tháp ngay để quạt từ nâng cứ quạt trên bị bẹt từ đây bà quạt nâng cứ nơi nam bật sổ mà lại thì cái đặt sổ mà tên nơi ba là bông bông hay khi mà còn ở trong bệnh viện tha quạt bật chỉ bàn tay mềm hay khi mà còn vô đáy để cục này cứ tha quạt ở từ khi mà đang đây còn tha video camera này cứ nhầm trong bệnh viện mà phải hiệp giả xong bà quạt tìm mùi tìm pi tam bật camera nâng khi mà thử đã đang bị môn vận tay nhầm cứ tha ở xã sập ôn phò cua từ từ bàn sau sau có thể phục dương ác cô mà về nhảy để hòa ngay nịt tê cha anh ấy còn là phép giả xong mà chụp này mua được nhom phô đi hay nhom mình cùng đồng ấy tê còn tha bông bông băng khơi nhai tha ní cứ chia rụp phép bật bạc cọt ở lâu quạt lăng ta đón lư nâng hào bông bông khi nhom nơi này nâng cứ sống về đi kê chôn quạt chỗ được hàng khăn nóng đam bay tờ ôi thuộc đào sập của xa quạt đã bàn chạy than tờ hay nâng khăn khăn nóng bật chì miên hưởng ấy bà tôi tiếp nhầm bà chồng giấy để sang nhầm này cả đá ni rụp nhầm con nơi nặng đa ngay nâng cứ nhầm nơi cả lại nâng ni rụp hiệp để quạt chênh mà quên cứ tha bỏng vã mơn mình tên nâng à đâm đông sột sáng cũng bay quạt mà quên cứ quạt sống vết khăn lăng mình tên bà sân dương nơi cả lại nụ chất sợi chất kê chất dương cứ bỏng vã tôi cho mong ôn như mình tập bằng nâng tế hai cô ô con tổng ạc nè.